Xin mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem bản tin giá cả thị trường thủy sản tại khu vực miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cập nhật giá tôm thẻ, tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, giá tôm thẻ oxy luộc tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trước khi vào bản tin chính, quý anh chị các bạn nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Cụ thể giá tôm thẻ oxy tại khu vực Trà Vinh như sau: 25 con giá 182.000, 30 con giá 167.000, 40 con giá 147.000, 50 con giá 130.000, 60 con giá 120.000. Sú oxy 20 con giá 290.000, 30 con giá 240.000, 40 con giá 190.000, 50 con giá 160.000, 60 con giá 130.000. Giá sú giá thẻ tại khu vực Trà Vinh, quý anh chị các bạn có thể tham khảo theo số điện thoại là 0799414474. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ, tôm sú oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Thẻ oxy 30 con giá 165.000, 40 con giá 145.000, 50 con giá 135.000, 60 con giá 125.000, 100 con giá 100.000. Sú oxy 20 con giá 280.000, 30 con giá 240.000, 40 con giá 190.000, 50 con giá 160.000, 60 con giá 140.000. Thì tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, giá thẻ, giá sú oxy quý anh chị các bạn có thể tham khảo theo số điện thoại là 0793652820. Tiếp theo đó giá tôm thẻ ao bạc bắt ngang xem màu, 100 con giá 104.000 lên xuống mỗi con 200, 150 con giá 90.000 lên xuống mỗi con 200, 200 con giá 75.000 lên mỗi con 200 và xuống mỗi con 300, 250 con giá 60.000 lên mỗi con 200 xuống mỗi con 300, 300 con giá 45.000 lên mỗi con 200 và xuống mỗi con 300. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ oxy luộc 30 con giá 170.000, 30 con nhỏ giá 165.000, 40 con giá 150.000, 50 con giá 137.000, 60 con giá 126.000, 70 con giá 120.000, 80 con giá 114.000, 100 con giá 102.000. Thì giá thẻ oxy luộc tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cù Lao Dung, quý anh chị các bạn xem tham khảo nhé. Và cuối cùng mình xin kính chúc quý anh chị các bạn có mùa vụ thành công, và đừng quên ấn like, ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo khi mình đăng những video mới nhé.